đâu để tôi xem cái clip hôm qua, à cái live stream hôm qua em nhím em mới nói chuyện với cả bạn gì Hồng à hay Hương, hay Hương à, không Hương làm sao mà phải được. Ui kinh nhở, bây giờ tôi mới để ý ấy, intro của thằng nhím ấy, intro của nhím ai làm cho ấy nhở? Tôi đi tập gym mạng sớm vãi ở lìn cơ, mạng sớm hơn cả những cái giờ, sớm hơn cả những cái hôm bình thường. Điệp mà hôm nay đi tập gym mạng chăm vãi lìn nhá. Đấy xong rồi lại còn quên cả mặc xịp. Đấy là các bạn biết tôi kiểu chăm như nào đấy, vội vãi đái ra. Tại vì kiểu nếu mà đi muộn thì chắc chắn là sẽ tập không đủ bài. Đấy thế là hôm nay mày còn đi tập gym sớm cơ. Chào hỏi đúng một lần thôi nhá, đúng một lần duy nhất thôi. Đấy còn lần sau có hay không thì không biết nhá. Tao xem làm gì. Oh baby. Cứu em 13.000 à? Ủa hay là cứu bạn ý 13.000 luôn nhờ? Nghe hát thôi à. Điệt mẹ à, mà thằng anh đây là thiếu 40.000 đéo cứu thôi. Có mẹ cày thật. Dấu ở đâu, không phải thực ra là cũng muốn giúp các bạn streamer mới. Trời ơi. Không phải đây á? Đây à? Anh quên tên rồi. Nổ địa chỉ đây, bọn em phải nói riêng cho nhau, nói cho này chết. Nói cho này mọi người. Ủa, anh Quảng bảo gì đây? Anh Quảng bảo gì đây? Nhím chơi đá đấy chị ạ. Đi cầm mẹ. Cái đi đây. Thằng lồn nào đây? Qua bé Hồng đi ạ. Ok anh Quang ơi. À. Tôi chỉ nghe anh tôi thôi đấy nhá. Một hai năm sau mình vẫn như vậy. Ôi, thì ra là do anh Quang dí sang bé Hồng. Mãi là em bé nha. Em chào anh Nhím. Hello. Sao giọng nó bảo giống bảo anh ấy nhỉ? Anh Quần ở tờ. Xin chào anh Quần ở tờ. Quần ở tờ. Anh nghe mọi người giới thiệu vào em hát hay lắm. Úi dồi ôi, địt mẹ mãi lộn. Anh Quần tờ nè. Quần ở tờ. Anh nghe mọi người giới thiệu em hát hay lắm. Ok, cười kìa. Đáng yêu thế nào. Ui địt mẹ bảo sao em nhím với em tặng mấy chục nghìn kim cương. Ảo thật đấy. Coi, không biết là nó có đúng sự thật không. Thế chắc là tại em hát hay thật tối. Ok không okay, mọi người. Nhưng mà mọi người muốn nghe nhạc yêu đời không? Hôm nay em cảm thấy yêu đời nên mình sẽ hát nhạc yêu đời đi. Ui. Đúng, chị hát nhạc. Ok, theo hát nhạc yêu đời đi. Hát nhạc yêu đời mọi người nhờ. Hát nhạc yêu đời nha. Hôm nay hát nhạc yêu đời đi. Ủa hôm nay bạn cảm thấy yêu đời à? Nhưng okay, mà tôi lại cảm thấy yêu em. À, không làm anh cũng em yêu đời luôn. Thất vọng. Không làm anh em giới thiệu thất vọng. Mình sẽ hát. Địt mẹ văn xe ôm mãi lồn thề. Mà anh Nhím có thích nghe bài gì không? Amy á? Được. Được Amy được. Amy thì San chưa về nhá. Được không? Ui San chưa về à? Ui San. Ui tốc độ mãi lìn thề. Đoạn tặng quà đâu các bạn. Đủ bạn. Uầy, có là 21.000 KC. Chắc cả tặng hết luôn. Đây, cổ vũ gái đi ạ. Từ, cổ vũ gái đã. Say goodbye with a no.
Mày trông cả nhím kìa. Trông chán không? Bài toàn hát mấy bài hát tôi thích ấy. Hợp gu thì tới thôi. Trông ông thầy này, trông ông thầy Onip này. Hợp gu thì tới thôi, cuối năm cưới là đẹp nhé em. Địt mẹ thầy vội thật sự luôn đấy. Mẹ thầy tốc độ ở Mỹ Đình khác mẹ. Đình thôn nó phát. Cuối năm cưới là đẹp mãi nhau. Ôi cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều trời ơi. Thầy phạt thì thôi em đỡ thế em này thế đéo là được hả thầy? Ủa như các bạn đang đi thẳng vào mắt tôi ấy nhờ trời ơi. Thế cái giọng bạn này nó cứ kiểu bị trẻ đấy, con. Đấy thôi vừa nãy chỉnh điện thoại thôi mà. Ừ. Như kiểu là vẻ má tôi cái thở. Ui cái gì đây? Trời ơi cảm ơn xin nha. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn xin. Trời ơi cái gì đây? Ui bu quá. Ừ. Ờ như vậy thích cái này. Hồi nãy sao băng là sao băng hồi nãy là ai cũng thấy luôn đúng không mọi người? Đúng không? Là mọi người tụi mình đang cùng nhau kênh chat FA. Tụi mình đang cùng nhau nhìn ngắm sao băng á. Hợp lý. Ui, bài này tôi cũng hát được cùng luôn này. Yo. Mọi người có yo put your hands up. Mọi người có muốn nghe bài gì nữa không? Mọi người kênh chat có muốn nghe bài gì nữa không? Mọi người muốn nghe bài so deep không? Nghe bài kiểu sad girl. Sâu đi say lắm rồi đó. Đoạn cuối á. Người ta cũng chờ mong để đáp lại. Vì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương. Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại. Trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương. Cái lầu gì đấy? Hết rồi. Ok kìa. Hai bên trái thôi chị. Hết rồi. Trời cái ơi. Bài nó hết rồi. Để mình quay bên trái nó hết rồi. Đúng rồi chị. Hết rồi. Thôi hát bài khác đi anh em. 23. Baby anh đang đâu thế? Anh phết chú à. Ô, hết rồi. Biết không em được à? Hết rồi. Học là bài tốt thì mình vẫn thích. Tôi quay lại chỗ tặng quà mà. À thôi. Phi mẹ em tới lửa đấy. Có cái này cái gì? Là cái hình một cười vậy Linh là thế. Đau tim quá. Streamer chơi game PC mà what the fuck man. Tầm lên quân mẹ hôm nay mới nghe chứ nhở. Gọi đúng 10 giờ này. Ây à, ông Nam Quân này khéo thế nhờ. Thôi, em chỉ tin lời anh Nhím thôi. Là anh Nhím nói mọi người kêu em quay. Được rồi, tôi đã hứa với các bạn là bài hát bài này là tôi sẽ tặng bài ý rồi. Tại vì tôi thích bài này các bạn ạ. Quay gì? Tôi rất là thích bài này. Và bài hát cũng hay nữa. Rất là xương đạt. Đều là mọi người đùa giỡn.
Đừng đùa giỡn. Really? Yes. Why oh my god, good. Đấy, ít mẹ áo. You deserve it. 37 tuổi rồi. Stream được 5 năm rồi. Cũng làm ở Nemo được khoảng hơn 3 năm rồi. Chưa bao giờ được em nhím tặng quả tên lửa. Mẹ. Quả trứng còn đéo thấy đâu thì mẹ nó chi được tên lửa. Thế là mẹ thấy. Xem được đây, từ đây đến xem gái được 30 phút tặng luôn của tên lửa. Chuyện ngốc gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trời ơi, em cảm ơn anh nhím ạ. Xéo. Em ơi, mọi người có cái mặt em bắt đầu kiểu nó biến dạng rồi mà. 20 xong ca bài thấy lớp hay vết chú ạ. Ơi gì đó thầy biết dạng đâu vẫn xinh mà. À, đeo kính à. Ở trông cứ đần đần nào ấy. Chờ giao lâu dữ. Chạy em với xa, dù hai ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em, cần dìu bước anh qua chông gai. Đây là tất cả vì yêu em đấy mà. Anh không biết nói ra sao để em có thể cắt được từng điều mà anh muốn. Anh mang ánh nắng về bên em. Giờ anh coi vết son trên sắc màu. Baby, I know you like real love. You just thought I need your love, I can't you see? There's nothing hard to see. Kính không, kính làm gì hết rồi đấy. Feel your love and feel the love and can't you see? Nothing hard to see. Yeah, nothing hard to see. Quê, yeah, yeah. Cái của em á, trời ơi. Anh mang ánh nắng về bên em. Yeah, anh coi vết son trên sắc màu. Baby girl, I know you my real love. I feel your touch, I need your love, but can you see? Yeah, nothing hard to see. Thought I need your love and can't you see? Nothing hard to see. Yeah, nothing hard to see. Thì phải chung lửa nhím mày nó hát tôi rất đam mê nhá. Nhở. Ai đi ở điêu lờ về, ai đi ở điêu lờ, u ai đi ở điêu lờ. À, thôi đừng nhắc vào đó. Dù môi. Trong cái bút. Mặt bự. À dạ, nhìn con mẹ vào cà phải. Vào app Facebook luôn mà. Tự nhiên thấy cái mặt đây đây. Cái mặt nó có như đây. Đây rồi. Ủa? Ngay tròn xong phun hết về ngoài luôn. Nemo là bé Hồng, sao tên là Tật Tướng? Sao lại còn Anna? Em tưởng mà giỡn giỡn. Nên em phát ra em mới hỏi anh. Ok. Anh sẽ nói là anh có chơi không vậy? Sao anh ở mới nói là ồ. Thôi anh đi về đây, anh không chơi liên quân với em nữa. Yes, yeah. Vậy đó. Annabella man, yo.
ơn. Chưa xong luôn hả? Tôi chết rồi. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mặt cười? Mẹ em, cái thằng hùng chiếc đá này. Em thấy rồi. Lại sang đấy. Ok. Hình như em thấy rồi đó. Vậy má công Vinh đó. Cảm ơn em vì tối nay nhé. Em tuyệt lắm. Đi thôi. Anh phải ôm rồi. Anh phải đi có việc ấy. Sao bạn suy nghĩ? À, chưa có việc. Mà không sao, nhiều khi đó cũng là một điểm nhấn. Cảm ơn vì tôi, anh đã có việc rồi. Cái lồn má. Điệt mẹ trên chat 299kc này. Cảm ơn em vì tối nay nhé, anh phải đi có việc. Nhưng mà điệt mẹ mày, dưới thêm chữ dùi. Dùi trông phèn vãi lộn. Đấy, cho bạn xin lỗi. Ôi ôi, anh Nhím ơi, anh Nhím nguy hiểm thế nhờ. Dùi. Tối rồi mà cũng phải đi có việc nhờ, trời ơi. Lo thế anh Nhím ơi, anh đi đâu anh Nhím ơi. Anh Nhím ơi, hôm nay đã lắng nghe. Không ở là nhà anh Nhím ơi. Cũng phải tặng thêm bài nữa hả? Thôi anh Nhím bảo anh Nhím có việc rồi. Anh Nhím bảo anh Nhím đi có công việc kìa. Anh Nhím bảo anh Nhím có việc đi rồi. Thằng chat thì hết kinh phí ạ. Ôi nói chung là bạn nào thích nghe hát hay là gì đấy thì bạn ấy hát hay phết. Đấy là cái lúc đó thôi. Cái lúc đó thôi. Thì ủng vòng hộ bạn ấy các bạn nhá. Nhưng mà cũng đấy nhá, sau mày thôi nhá. Anh em không spam các thứ nhá, ảnh hưởng đến kênh khác nhá các bạn nhá. Đấy, tôi nhắc trước rồi đó. Nhắc trước rồi nhá các bạn nhá. Rồi. Tạm biệt. Tạm biệt em. Trời ơi, sao một ngày không có mẹ mày 48 tiếng nhỉ? Để tôi có thể sờ chia mẹ dài hơn một tí. No. Điệt con mẹ rồi. Fuck đi đâu. Em cũng vui thật. Anh đang bay vào Sài Gòn đó. Cho tiếng nhạc bé chút đi chạy. Ok. Không, chính ra những cái hành động của thằng Nhím này trông nó ỉa ỉa thế thôi. Trông nó ỉa chảy 5-6-7 thế thôi. Nhưng mà đi mẹ, chính ra nhá, những cái hành động đấy mẹ đôi khi lại có rất nhiều những cái bạn nữ thích những cái hành động như thế của nó, hiểu không? Cảm thấy những cái hành động đấy của nó thật là đáng yêu, dễ thương, các kiểu, các điều. Anh em con trai thì nhìn thấy thì thấy ói mửa thôi, chứ còn nhiều bạn nữ thích lắm. Thôi giỡn mà, cái mặt không có bự. Thôi em nói giỡn á. Vì anh Nhím bay vô Sài Gòn đó chị. Bay vô làm gì mà đây nóng chết. Trong đây nóng bể đầu luôn. Nhím bảo hát nổi bài 11. Thôi không được. Phải đào đông lên các bạn ạ. Không được. Hết rồi đúng không? Quá tệ nạn rồi, quá chìm đắm rồi. Đi mẹ. Chán đã luôn tê.